Và các em học sinh là đội 1 thi đấu đội 2, đội 1 thi đấu đội 2. Tất cả các đội nào chúng ta đã lên theo nhóm rồi, chúng ta đã biết rồi, được chưa nào? Các em học sinh đã biết. Kết thúc của Quân Anh. Ở đây chúng ta là một bài. Anh ơi, như thế này dành. Không, không, không. Có thấy người mày em? Anh đọc lại đi. Thầy ơi, em... Lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe. Đội 1. Thầy Dũng, thầy Tháp, thầy Giáp, thầy Chi. Thầy Chi đâu? Thầy Hương. Vào đi. Đội 2, thầy Hoa, thầy Thanh, thầy Lâm, thầy Quảng, thầy Quân. Thầy Quảng đứng đầu, thầy Dũng đứng đầu. Thầy cho các em biết. Anh Quảng đứng đầu, anh Quảng đứng đầu. Nam và nữ và các em học sinh của hai đội chúng ta thi đấu nhau ra trận thứ ba, được chưa? Nhưng mà bây giờ lần đầu tiên tất cả những thầy cô nào có mặt đây là chúng ta đều tham gia hết. Giáp đứng ở vị trí này. Các đồng chí làm công tác chuẩn bị, các đồng chí các em làm công tác chuẩn bị. Khi nào hô 1, 2, 3 các đồng chí bắt đầu kéo. Khi nào dừng dây màu đỏ. Rồi đứng đây kiểm tra lực lượng, không kiểm tra được lượng. Thầy Dũng. Vâng. Dũng gửi. Anh Xuân đứng cùng đây. Anh Xuân đứng sau. Anh Xuân. Anh Xuân đứng với anh Quảng đâu? Nghe này thấy rồi thì tao sinh cái năm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nghe này. Đây là chúng ta phải thi đấu hết mình. Đội nào thua là phải nộp 300.000. Nên là đây là bằng tiền mặt. Mọi cái thua đều phải trả giá bằng tiền mặt. Nó đừng chỉ hiểu chưa? Thầy hai đội sẵn sàng chưa? Được chưa? Được rồi. Sau khi đã cả này thua lên nửa từ góc. Nam nữ bằng nhau rồi. Bây giờ chúng ta hai đội chúng ta sẽ thi đấu. Thank you.
niềm vui của cô như thế nào? Đâu ạ? Giống như được á, đó là bóp chết rồi này kia. Nhưng mà qua quan sát với cái trận đấu này thì tôi thấy đội tuyển của chúng ta số 2 mà chơi cái bài mà lấy đi người. Vậy thì đây là cái chiến thuật mới phát sinh hay là đã được đội tuyển từ rất là đội hình là thứ hai, đội hình là thứ hai của chúng ta.